Xin chào tất cả khán giả của Thiên Hào Radio. Đối với những người yêu mến chất âm thanh của những âm ly châu Âu thì có lẽ khó mà bỏ qua được những cái tên tuổi lớn đến từ nước Ý. Đó chính là âm ly Master Sound Duventi SE. Đây là âm ly được sinh ra trong một cái công ty có truyền thống gia đình làm âm ly, và họ thường sản xuất, họ thường kiểm soát các công đoạn hoàn toàn rất là thủ công. Vì thế nó mang được những cái dấu ấn rất riêng đến từ hãng này. Và hôm nay Thiên Hào Radio muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn chiếc âm ly này. Biết đâu nó lại trở thành những sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho hệ thống nhà bạn thì sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn và cùng quan sát cái thiết kế trông rất là đặc sắc của âm ly này. Là một công ty gia đình với tính chất là cha truyền con nối, thương hiệu Master Sound qua hơn 20 năm phát triển xuất hiện trên thị trường cho đến ngày hôm nay vẫn giữ được đặc trưng. Đó là một cái chất Ý rất đậm nét, thể hiện rõ qua thiết kế sản phẩm không đổi. Thế hệ thứ hai gồm hai người con là Lorenzo và Luciano Savaglio vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế sản phẩm của cha mình với tôn chỉ là đơn giản, mộc nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật, thể hiện ở từng đường nét chi tiết dù là nhỏ nhất. Chiếc ly này được chế tác thủ công tại vùng đất Vicenza của Ý. Máy có thiết kế là một cái chassis sơn đen mờ, toàn bộ các bóng đèn điện tử, hai biến thế xuất âm và hộp biến thế nguồn đều được lắp trên cái mặt kiểu âm ly đèn truyền thống. Mặt trước của máy thì chỉ vỏn vẹn có hai nút chọn nguồn vào và núm volume. Đây là cái núm chọn nguồn vào và đây là phần volume âm lượng. Rất là đơn giản, chỉ duy nhất có hai cái núm đối xứng nhau như vậy. Và cái điểm nổi bật nhất của cái thiết kế vỏ ngoài của chiếc âm ly này chính là hồi má gỗ hai bên. Trông rất là đẹp, nó tạo thành một cái đường cong, gọi là một cái má gỗ, được gọi là má gỗ walnut rất là dày với bề mặt vuốt cong. Mặt gỗ được xử lý mộc theo một cái tiêu chuẩn như kiểu là chế tác nhạc cụ. Và cái thiết kế này nó đặc biệt và nó làm cho chúng ta có thể là ngắm lâu hơn để quan sát được kỹ từng cái thiết kế. Đó là một thiết kế thực sự là rất là đẹp và nó cũng rất là lạ. Đầu tiên phải kể đến cái lồng bảo vệ bóng đèn có thiết kế rất riêng. Thay vì sử dụng nắp chụp, lồng nhôm dập khoét lỗ hay là dựng kính chắn thì Master Sound trang bị 3 tấm nhôm xếp chồng lên nhau. Các bạn thấy không ạ? Như là một tòa kiến trúc 3 tầng, tạo nên một thiết kế rất đặc trưng của hãng. Các tấm nhôm này thì được chống bởi 4 trụ kim loại. Đây là các cái trụ kim loại. Nó được chống bởi 4 trụ kim loại, vừa giúp ngăn những va chạm ngoài ý muốn với bóng đèn, vừa có tính đối lưu khí rất tốt. Tức là nó vừa có tác dụng bảo vệ, vừa có cái tác dụng để làm tăng cái sự đối lưu không khí, để từ đó giúp là giảm bớt được cái nhiệt cho bóng đèn và bảo vệ đến khỏi, ví dụ như trẻ nhỏ hoặc là mình cũng có thể dễ bị chạm vào bóng đèn khi mà mình đấu cắm. Thì đây là một thiết kế nó vừa bảo vệ được, vừa có thể là tốt cho máy, vừa tốt cho người sử dụng, mà thêm nữa là nó trông rất là đẹp. Còn để chống rung cho máy thì nhà sản xuất cũng đã trang bị sẵn cho Duventi SE hệ thống 4 cái chân trụ cao su lớn. Cái này thì chúng ta sẽ quan sát ở phía dưới này. Tức là hãng cũng rất là lưu tâm đến cái chi tiết gọi là chống rung, cho nên là đã trang bị 4 trụ kim loại, 4 cái trụ chống rung. Đó, rất là chắc, dùng lõi kim loại ở trong. Ngoài ra máy còn có điểm nhấn như là tấm kim loại mạ chrome sáng ở mặt gần đế đèn. Đây, tức là đây là cái tấm này. Rất là đẹp. Thực ra nếu mà chúng ta quan sát kỹ vào từng chi tiết, chúng ta có thể thấy cái nét tinh tế trong từng cái bộ phận, và nó được lắp ráp với nhau, mình thấy cực kỳ hoàn hảo. Trông rất là xịn, có thể gọi một cách đơn giản, trông cực kỳ xịn luôn. Và nó có những cái điểm nhấn hoàn toàn khác biệt so với những cái âm ly khác. Ở phía chính giữa là cái phông, cái logo Master Sound, trông cũng rất đơn giản và nó rất là nhẹ nhàng. Và cứ như thế thì thiết kế của chiếc âm ly này nói riêng và các âm ly khác của Master Sound nói chung rất là mộc mạc, nhưng có nhiều điểm được xử lý rất là tinh tế.
chúng ta sẽ đến với phần kỹ thuật. Âm ly này có 4 ngõ vào RCA và hai bộ cầu loa cho phép kết nối hai mức trở kháng 4 ohm và 8 ohm. Chúng ta có thể thông qua cái phần cắm ở đằng sau để cắm ở chế độ 4 ohm hoặc là 8 ohm. Máy được trang bị chiết áp volume và cái phần núm input đều của hãng ALPS, có độ chính xác cao và đảm bảo độ méo cực kỳ thấp. Cấu hình bóng của máy thì gồm là hai cặp công suất 5 cực L34 và hai bóng tiền khuếch đại là ECC802S và 12AU7A được xếp đối xứng. Với hai cặp bóng công suất L34 thì nhiều người rất dễ nhầm lẫn máy chạy là mạch push-pull, nhưng mà âm ly này nó được sở hữu thiết kế mạch single-end. Đấy là một cái đặc điểm là nó cũng rất khác so với nhiều âm ly khác. Nó chạy mạch single-end. Cái chữ SE ở tên sản phẩm viết tắt từ single-end, tức là khi đọc tên sản phẩm thì cụ thể tên là hãng Master Sound này, model là Duaventi SE, thì chữ SE chính là nó là viết tắt của chữ single-end. Như vậy là chúng ta sẽ có được một cái chất âm cực kỳ hay. Nói chung là mình thường có xu hướng đánh giá cao về chất âm của các âm ly đèn single-end, nhỉnh hơn một chút so với những âm ly chạy mạch push-pull. Tuy nhiên thì về phần công suất thì nó sẽ không khỏe như push-pull, nhưng mà thực chất là đối với công suất chúng ta nhìn vào thì có vẻ nhỏ, nhưng cái khả năng năng lực đánh của âm ly single-end thì lại cực kỳ đáng gờm. Khi chỉ với cái mức công suất nhìn vào thì rất là nhỏ, nhưng khả năng kéo loa thì cực kỳ là đáng nể đấy. Chiếc âm ly này thì nó sẽ có cái mức đầu ra công suất là đạt 20W mỗi kênh, mà với single-end thì mình cho là như thế là mạnh. Chính vì vậy mà không khó để có thể chọn ra một đôi loa phù hợp với chiếc âm ly này. Về phần cấu trúc mạch thì máy được chế tạo thiên về mạch single-end. Và nhắc đến âm ly Master Sound của Ý thì không thể bỏ qua cái bộ biến thế nguồn ở phía trên. Và nhất là biến thế xuất âm được chế tạo theo công thức bí truyền và vô cùng tinh vi. Cái này thì là một cái đặc điểm mà gọi là bí quyết nhà nghề của hãng rồi. Chúng ta cũng khó mà có thể phân tích được quá nhiều về cái bí quyết gia truyền này. Chỉ biết là nó được làm với những cái công thức riêng của hãng và chất lượng thì cực kỳ cao. Các biến thế output transformer của Master Sound thì không sử dụng dây đơn mà dùng loại dây xoắn đa lõi, nên đặc biệt không có bất kỳ mối hàn nào bên trong. Bên cạnh đó thì dây phải được xếp thật khít và đảm bảo không bị chồng chéo ở bất kỳ vòng dây nào. Ngoài việc sử dụng dây đa lõi, bí quyết quan trọng nhất trong khâu chế tạo biến thế xuất âm của Master Sound chính là việc hãng tính toán số lượng vòng dây ở các cuộn dây bên trong, và để chắc chắn rằng không ai có thể sao chép được công thức số vòng của các cái cuộn dây bên trong biến thế xuất âm, thì Master Sound ngoài việc sử dụng một hộp bọc bên ngoài thì bên trong hãng lại cho thêm nhựa thông và đặc biệt là đá sỏi nhỏ tạo thành một khối liên kết đặc không thể tháo rời. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ có thể biết những thông tin mà hãng cung cấp, chứ chúng ta khó mà có thể mổ được ra để có thể là ai đó biết được hoặc là sao chép được công thức. Tức là hãng rất là chú trọng tới cái phần gọi là công thức bí truyền để tạo ra cái chất là âm thanh rất đặc biệt cho chiếc âm ly single-end này. Và để phối ghép thì Thiên Hà Audio khuyến cáo là nên phối ghép với các loại loa châu Âu và đặc biệt là những đôi loa của Ý rất là phù hợp. Tại vì cũng đây là âm ly của Ý thì chắc chắn sẽ rất là phù hợp với những đôi loa của Ý. Và hôm nay Thiên Hà Audio lựa chọn loa một thương hiệu cũng đến từ Ý với một cái thiết kế trông cũng rất là sang trọng và có phần rất là phù hợp với chiếc âm ly này. Đó chính là đôi loa Rosso Fiorentino Sentado, một đôi loa cột được làm rất là sang trọng, đẹp, hai bên làm hoàn toàn là bằng da. Và đây là một đôi loa rất là hay. Bên chúng ta sẽ có một cái phối ghép, như là đây là phối ghép rất là tốt. Tại thử ngay để xem cái chất âm giọng hát được thể hiện bởi âm ly đèn single-end với đôi loa của Ý sẽ ra sao. Về bon chưa?
đợi chờ tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chấm ngang vai, con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày, từ bao giờ lòng cứ ngỡ yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương ngọc lan khuya rụng trong vườn, tiếng dương cầm đâu lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa có biết hay chẳng bây giờ hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Phải nói là trung âm của các âm ly đèn chạy single end chưa giờ làm mình phải thất vọng, và nhất là được đến từ một thương hiệu có truyền thống làm rất cẩn thận bằng tay với những công thức bí truyền rất là tinh vi về cách họ sản xuất các linh kiện bên trong. Và với sự kết hợp của đôi loa Ý Rosso Fiorentino Settado thì mình cảm nhận được là âm thanh nghe rất là sang và có một cái trường âm nghe rất là rộng rãi, và nó thiên về tính tinh tế hơn là về cái sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh hoàn toàn có thể đáp ứng được với hầu hết người nghe. Với cái mức giá là 52 triệu đồng tại Thiên Hào Audio thì đây rõ ràng là một trong những chiếc âm ly đèn rất là đáng để chúng ta quan tâm và để ý nếu như quý vị và các bạn yêu mến âm ly đèn và muốn tìm cho mình được một phối ghép thuần châu Âu rất là đặc sắc. Quý vị hãy nhớ đến Thiên Hào Audio để chúng ta có thể lựa chọn được các sản phẩm âm thanh phù hợp với ý của mình. Còn bây giờ Hải Sơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.